Practice More to Know Our Inner Great Power, Part 1 of 5, on Between Master and Disciples, given in English, Olasese, and Chinese on November 5, 2017, in Siu, Taiwan, also known as Formosa. How are you guys? Feel good? I forgot, I went out shopping, I forgot you're waiting. Đi mua đồ ăn, quên. I don't know if it's good taste or not. Never mind. There you go. Yeah. Yeah. Oh, so angry with you. Tức quá, giận quá, giận quá. I love this village, don't you? Oh, how she went to the. I like it here. Yeah. I just went. Everybody a little, okay? Mỗi người lấy chút chút thôi, nếu không đủ nha, không có thời giờ mà đi mua nha không? À, không có thời giờ đi mua. Okay đó. Over there, sorry. Mỗi người lấy một ít thôi chia cho hàng xóm nha, ok? Chia cho hàng xóm nha, đừng ăn hết mập ra, hiểu chưa? Rồi vô cửa không có được. Và dòm cái hình giống không có giống cái gì đó. Cái gì? Cái tấm hình á, cái thẻ. Rồi, ok. What shall I speak? Do you have translation? Only for Vietnamese? Oh, no, Vietnamese don't have translation. À... Ok, thôi nói tiếng Việt hả? Ừ. Mấy đồng chí ok không? Mạnh giỏi không? Ừ. Ngồi sau không có thấy hả? Ngồi sau có thấy không? Người nào không thấy giơ tay lên coi. Sorry. Ok, I stand up. It's ok, ngồi làm gì? Tối ngày ngồi hoài, ngồi trong bàn giấy làm việc, ngồi thiền, rồi ngồi trong chỗ chơi với chó, ngồi lung tung. À, thôi bây giờ muốn hỏi gì hỏi đi. Hồi nãy không có thì giờ. Người nào muốn hỏi giơ tay lên. Microphone for them. Dạ rồi, đẹp gì. Mấy người mới đẹp. Con kính chào sư phụ. Đâu ở đâu vậy? À rồi, nói đi. Dạ, con cảm ơn sư phụ đã an bài cho con qua đây gặp sư phụ. Thì trước khi qua đây á, sư huynh có dặn con như sau. Cho huynh gửi lời hỏi thăm sư phụ và chúc sư phụ thành công mỹ mãn trong việc như ý của sư phụ. Cảm ơn. Dạ. Vậy con cảm ơn sư phụ đã yêu thương, từ bi và luôn nhẫn nại vì chúng con. Chúng con tu hành rất dở, nên con xin ngài hãy luôn gia trì cho chúng con. Con xin hết. Dở mà dám khoe nữa hả? Ok. Con chào sư phụ. Cô này về nhà hỏi thăm sư huynh nha. Ừ. Sư huynh tên gì? Sư huynh dạy con nhưng mà con cũng chưa bao giờ hỏi sư huynh là ai. Vậy tốt rồi, đừng hỏi. Dạ. Hỏi mất công. Hỏi mất công dính líu cảm tình mệt. Đây người này nè. Next. Giơ tay cao lên người ta mới thấy. Rồi, hỏi đi. Dạ, con xin thưa với sư phụ là con thọ pháp đã gần 7 năm nay, nhưng mà con có hai vấn đề. Con có phải là con tu hành gặp nhiều rắc rối hay là
Con có chút phách lối, con cũng không biết nè. Lúc con chưa thọ tâm ấn, con có nghe đồng tu nói là sư phụ có thể đưa cha mẹ lên tới đẳng cấp thứ ba thứ tư là, nên con rất là thích, con mới đi thọ tâm ấn. Ước muốn của con cũng muốn được cho cha mẹ con giải thoát, tại vì con có chồng qua bên đây á, thành ra con cũng nhớ cha nhớ mẹ, thành ra có lúc cũng buồn, cũng muốn cho cha mẹ giải thoát để mà vui vẻ. Nhưng mà con thọ tâm ấn được 6 tháng thì con ngồi thiền á, con có cảm giác như con ngồi chút xíu cái linh hồn nó xích ra, nó ở lửng lửng mà cái đầu cứ chút xuống vậy, cái con cái thấy nó kỳ cục. Lúc mới tu con không có biết cái đó là thể nghiệm, con cũng không có biết là ở đây quê thầy để hỏi được nữa. Con nói cái gì kỳ cục, tự nhiên cứ ngồi chút xíu thì bay ra, dạng như nó cứ lưng lửng nhà, con ngồi con cứ vịn cái ghế mà con cứ sợ té hoài. Rồi con nói thầm là con không có thích cái cảm giác gì, cảm giác gì kỳ cục quá, con không có chịu. Mỗi lần gặp vậy lại con gắn tỉnh lại để con đừng có thấy gì. Rồi từ đó một thời gian con mất cái đó đi. Sau này con mới biết, con đi hỏi ở đây con mới biết cái đó là thể nghiệm. Nói cái đó thì phải để cho sư phụ ăn bài, là không có cần phải sợ. Nhưng mà con đã mất cái đó rồi, thành ra con không biết có khi nào, tại con nghĩ vậy thành ra con không có đúng, cho nên con mới mất vậy. Rồi con không biết là con tu hành có được tiến bộ không, con sợ tâm nguyện của con không có đạt được tới như lúc ban đầu. Con muốn hỏi sư phụ là con có thể tu hành làm sao để có thể giúp cho cha mẹ con giống như là con ước muốn ban đầu. Không sao, cứ tiếp tục tu. Tại cô không muốn thấy thì không cho thấy. Đúng rồi, muốn gì được lấy, còn đòi gì nữa. Cái đó không phải là tại con phách lối quá hả sư phụ? Không phải đâu, không phải. Tại mới mình không biết rồi. Ok. Dạ, dạ, cảm ơn sư phụ. Nhưng mà có cái gì thì mình phải thưởng thức cái đó, chứ đừng có chê khen ha. Dạ, con sợ là tại vì con chê thành ra con mới không có rồi. Con sợ gì rồi, cái con không có tu được sao nữa. Không sao. Dạ, tiếp tục. Dạ. Ok. Cảm ơn sư phụ. Không có sao. Không phải nhiều khi thấy nhiều mới là tốt. Nếu đời sống mình thuận lợi, tâm tính mình cải biến tốt hơn á, thì vậy cũng là biết bên trong mình có tiến bộ ha. Bên trong mình tiến bộ thì bên ngoài cũng tiến bộ. Next one. Microphone. À, để bà kia nói trước. Chào con, kính chào sư phụ. Dạ, chào bác. Dạ. Chào cô. Là đồng tú Âu Lạc ở Huế hả? Dạ. Phải là ở Huế là không? Dạ, ở Nghệ An ạ. Nghệ An, rồi, dạ. Rồi sao? Có chuyện gì? Dạ, con muộn thứ về sư phụ. Con tu đến năm nay là 23 năm. Con có cái thể nghiệm ở tai thì rất là rõ. Ê. Nhưng mà ánh sáng mơ. À, dạ, không được thấy rõ lắm. Dạ, con xin sư phụ khai thị thêm cho con ạ. Và con muộn kể rất là nhiều thể nghiệm ở gia đình con cho sư phụ nghe. Thể nghiệm bên ngoài, hiểu. Còn thể nghiệm bên trong thì người nào cũng có. À, hiểu rồi. Dạ. Thầy kể một vài cái thôi, kể nhiều quá là phải ngồi đây ngủ tới mai á. Dạ. Tại người nào cũng có nhiều quá. Thôi về viết sách ra đi. Viết ra cuốn sách đó. Thôi nói đi. Dạ. Cả dòng họ nhà con có 20 người tu theo sư phụ từ năm 1995 cho tới nay. Wow. Dạ. Và cái đứa nhỏ nhất là nó 4-5 tháng tuổi, nó cũng theo sư phụ, nó ăn chay từ trong bụng mẹ. Và có một cái thể nghiệm hay nhất và đáng nhớ nhất là cái thằng trong ngoài, là mẹ nó mang thai mà để đi bác sĩ nào cũng nói là không thành người hết. Và con trẻ tuổi thì con phá đi, rồi là đẻ đứa khác. Thế thì siêu âm 3-4 lần đều như vậy. Thì vợ chồng con nói là bây giờ con đi Sài Gòn là nơi hiện đại, máy móc hiện đại nhất. Thì con siêu âm bữa 3 chiều đưa về đấy cho ba mẹ coi. Thì ở Sài Gòn họ cũng nói như vậy. Về quyết định là ba mẹ nói là bây giờ hai con không được phá, mà cái thằng con rể này là nó đang ăn chay, nó đang trên đường theo. Dạ, thế thì ba mẹ nói là cả con đừng có phá, cứ để đó ba mẹ lo. Thì suốt ngày đêm là ba mẹ ngồi cầu nguyện để cho cái thằng con rể này cũng như dòng họ bên nhà Xu gia là họ hiểu được mình tu pháp môn này nó tốt như thế nào. Đến chừng 8 tháng sau, cháu đi siêu âm, cái cháu bé ở trong bụng là chị sứt môi hở hàm ếch. Lúc này là thai nhi hoàn thành, hoàn thiện. Bác sĩ nói là chừng nào cháu sinh thì cháu cứ lên đây. Bác mổ xong bác sẽ đắp da đắp thịt ngay miệng cho cháu bé là sẽ lành làn đẹp.
chưa đến ngày sinh thì hai vợ chồng đứa con đi hát karaoke về thì nó kêu đau bụng đẻ. Sau đó thì bắt đầu đẻ mổ từ ở bệnh viện Đắk Lắk là nơi con ở rừng núi ở sư phụ, rồi bắt đầu đưa đi lên ở Sài Gòn. Lúc này không phải là sứt môi hở mách mà có như toàn bộ ruột gan nằm ở ngoài hết. Dạ, bây giờ nó trạo trở như vậy, không có một tí nào da thịt mà đắp vào được hết. Thế thì đưa lên ở bệnh viện Sài Gòn. Thì lúc đó ở bệnh viện tỉnh họ nói là chỉ đưa đi để cho gia đình yên tâm vậy thôi. Chứ cái cá này không thể sống được, bao nhiêu ngàn cá đều nhiễm trùng mà chết. Gia đình cũng biết vậy, nhưng mà tất cả đều cầu nguyện thường lễ mà nhờ sư phụ gia trì. Thì hai ngày sau cháu bé đã bắt đầu là tự nhiên thịt nó ở hai mọc bên hông, nó ra nhiều, thật nhiều. Rồi bác sĩ bắt đầu máy lại ý như cái xẻ ảo của mình như vậy. Họ nói với nhau như vậy, 4.000 cá mà được một thằng này sống thôi. Cái này là phép màu ở đâu ra đây? Gia đình mới nói là cả con ăn chay niệm Phật. Rồi em bé là ăn chay từ trong bụng mẹ nó. Ồ như vậy thì gia đình các bác là phước báo lớn. Rồi là sẽ có trời Phật phù hộ. Bây giờ thì cháu bé đã được là 8 tuổi. Và không lúc nào cháu ăn mặn. Bà nội của cháu á, ăn mặn. Bắt cháu ăn thì cháu nói là không, bà nội ăn cháu không ăn đâu. Cháu theo bà ngoài đến cung. Đó con nó bà ngoài. Thì cứ đi học là mẹ nó nấu cơm, nấu canh hết. Mang đi học. Ăn trưa về nhà, ăn tối về nhà ăn. Như vậy cháu bé ăn rất là tinh khiết và mập mạnh khỏe. Bây giờ cái rộn của nó là như một cái bông hoa hồng sư phụ. Nó to tại vì cái rộn là họ máy thịt nơi đi cắt nơi này qua nơi kia sư phụ. Là bây giờ cái rộn nó to như một bông hoa hồng mà ai định cũng là đó là một phép lạ của gia đình. Con kể vãn tắt câu chuyện như vậy để nhắc nhở người trong nhà của con cũng như là những đồng tu đừng lung lay. Bây giờ chúng ta không còn con đường nào khác, chỉ biết theo sư phụ là trên hết. Với gia đình con, với vợ chồng con thì tâm nguyện bao nhiêu năm nay đều là theo ngài đến cùng. Con kính chúc là sư phụ an khang và mạnh khỏe, xinh đẹp cũng như là trẻ mãi không già. Vâng.